Em đã nói em không thích ăn thịt chim cút. Cái này đâu phải chim cút, làm gì khùng hả? Cái này cút mà. Đã nói không phải. Phải không phải, sao nhìn cũng thơm vậy? Thơm thiệt. Thơm thiệt đúng không? Thơm thơm chứ không được ăn đâu nha con. Tại sao không cho tôi ăn? Không cho. Ích kỷ quá. Không có cho ăn được. Có mấy miếng thịt mà làm thấy ớn luôn à. Không cho ăn thì thôi, nhịn đi có gì đâu. Sẽ nhịn nhịn chút. Ủa, ai mượn mày nhắc vậy? Hả? Khỏi nịnh ha, không có được ăn đâu con. Trời, khán giả nghĩ coi, làm như tôi thèm món này lắm. Nhưng mà chắc ngon lắm phải không? Ai biết đâu. Nhìn cũng đã thiệt. Đã đúng không? Nguyên cục xương nè, đó. Mùi cũng thơm nữa, chịu không nổi luôn á. Ê, nhưng mà hỏi thiệt, đây là thịt gì? Không phải thịt chim cút chứ thịt gì? Thịt cầy. Ê, thôi, không ăn thịt cầy đâu. Nghĩ sao ông nuôi tôi tự nhiên ông mua thịt cầy vậy ăn nha? Hả? Ông nói xạo, hình như thịt này thịt vịt ông ơi. Thịt quay phải không? Nó quay nó mới thơm được cái gì á. Nó giỡn cho thịt này là thịt gà. Thịt gà hả? Có thiệt không khán giả? Thịt này là thịt gà thiệt đó. Thôi ông xạo quá. Cho ăn thử miếng đi mới biết. Miếng thôi nha. Ừ. Nè. Ủa sao lấy lại? Không cho ăn được. Ê, lớn hết rồi nha. Đừng có chơi kiểu con nít đó. Đưa thì đưa đi luôn đi, tự nhiên lấy lại. Chơi kỳ. Ôi lù ơi, người ta không cho ăn nữa, kiếm món khác ăn đi. Xin sổ hoài không biết nhục hả mày? Người ta chửi tôi nhục kìa. Mày xin sổ hoài, mày chửi nhục là phải rồi. Mày chê này chê nọ. Trời ơi, tôi có chê cái gì đâu trời. Ông này nói chuyện xàm xàm không à. Con ngon chờ miếng nè, thử biết chê hay không. Miếng rồi phải không? Thì nói chung một hai miếng gì cũng được. Nó mệt quá. Tôi nói thiệt chứ ông, đời nào tôi thèm ăn mấy cái món thịt này. Tôi chỉ thích ăn món cá lóc nướng thôi. Ba cái đồ quỷ này ăn quậy ngán lắm ông ơi. Mày mà cũng ăn cá lóc nướng nữa hả? Trời, cái món đó mà cúng bánh tráng ăn là ba chế bừa chét luôn. Ăn những mấy món này. Tao cũng nghe người ta nói món cá lóc nướng ngon lắm. Còn cá lóc hai xì rượu là ok rồi phải không luôn? Đúng rồi đó. Thôi em mua gì ăn thử đi. Nhậu hả luôn? Gì? Mua cá lóc nướng về nhậu ha. Được không? Lâu quá anh em mình không nhậu. Nhưng mà mày còn nhớ chỗ mua không? Nhớ chỗ mua không hả? Hình như ở dưới Cần Thơ có cái quán kia bán cá lóc nướng ăn tuyệt vời luôn. Quán tên gì? Quán ăn cá lóc. À, tao biết quán đó rồi. Restaurant ăn cá lóc đúng không? Ừ, nó chứ alo đặt con về nhậu chơi ông ơi, ăn mấy món này ngán kia lắm. Ngán thiệt không? Đó. Nữa. Ngán không? Nữa. Nhìn có ngán không? Đã nói không có thích ăn miếng này, ngán lắm rồi. Cá lóc nướng thôi. Điện thoại mua đặt con về ăn chơi. Đừng có ăn mấy cái này nữa, ngán. Bao nhiêu một con? Ai biết đâu, lên Facebook mà coi. Đói bụng quá. Cái gì vậy? Gì luôn? Mày nói mày không thèm ăn mấy cái này, thèm ăn cá lóc nướng mà. Tôi lóc ông tôi nướng luôn bây giờ. Giải thích với ông này giờ muốn mỏi mỏ luôn. Nó bụng với bà luôn. Để ăn miếng. Vậy giờ có muốn ăn nữa không? Tôi gọi điện tôi đặt hàng. Thì gọi điện đi. Mua thêm vài xì rượu nữa nha. Lu, hùng ba cái bà mua cho. Không hả? Được. Rồi đi mua đi. Hùng một cái mua một con nha. Cái nữa nè. Hả? Hai con nha. Từ trái tim xin một lời. Tôi yêu Việt Nam.